Hôm nay thì mình được phân công bệnh viện cũng phân công của khoa phòng được chia sẻ các hội chia sẻ với các bạn một cái chủ đề khá là phổ biến, có thể là các bác sĩ cũng như là nhân viên y tế đã làm tuyến xã tuyến huyện sẽ gặp khá là nhiều, đó là các khối u vú. Và liệu các khối u vú thì thường sẽ là cái bệnh gì cần xử trí ra sao, thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ những điều rất là cơ bản thôi, còn chuyên sâu thực sự gặp bác sĩ ung bướu thì mới có thể biết được những cái cách cơ bản hiệu quả nhất nhé. Trước hết thì chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên, bất kể học cái gì cũng vậy phải biết xem cái giải phẫu sinh lý cái cơ bản nhất, xem tuyến vú là cái gì và nó vị trí nào và chúng ta cần quan tâm những cái gì. Thì tuyến vú là một cái tuyến hay gọi là tuyến sữa, nằm cả nam cả nữ đều có cả, nhưng mà nam giới thường sẽ bị tiêu nhỏ đi và nhu mô tuyến vú sẽ không thì rõ, nam giới thường là như vậy. Nhưng có một số trường hợp những bạn nam giới cũng có cái phì đại của tuyến vú, tức là tuyến vú nó cũng to, thì chỉ có những người coi các bạn còn to như là tuyến vú của nữ giới. Thì trong bối cảnh như vậy thường nằm trong cái bối cảnh là phì đại vú nam và thường liên quan đến cái rối loạn nội tiết tố của nam giới. Nội tiết tố của nam giới sẽ ít đi và nội tiết tố của nữ giới sẽ nhiều lên. Và tuyến vú thì vị trí nằm giải phẫu thường nằm từ khoảng thông thường kích thước rất thay đổi. Có phụ nữ thì có thể nhỏ, rất nhiều size khác nhau. Có phụ nữ thì size nhỏ, nhưng có những người size lớn, cúp A, cúp B, cúp C, cúp D, cúp E rất nhiều cỡ khác nhau. Và có những ước lượng hình thái thì chúng ta biết như các cụ hay ban là quả cam, quả bưởi hay là quả mận, quả đào gì đó thì tùy. Thế thì nhưng mà đấy là liên quan đến vấn đề là những cái nhu mô vú bên ngoài thôi. Còn cái chân tuyến vú, chân bám tuyến vú thì thường nó dùng trải dài từ khoảng khoan lên sườn 2 đến khoan lên sườn 6, và thường đường bề ngang sẽ trải dài từ khoảng từ bờ bờ ngoài của xương ức cho đến gần hố nách, và kích thước nó thay đổi khá là nhiều tùy thuộc vào quá trình hành kinh cũng như các giai đoạn sinh lý khác nhau. Đến giai đoạn cho con bú thì tuyến vú thường sẽ to hơn một chút. Về mặt mô học thì tuyến vú thì là cấu trúc dạng mô sơ mỡ và tuyến. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây á, cho thấy là tuyến vú thường bao bọc chủ yếu là mô mỡ dưới da và mô mỡ sau tuyến, ở giữa là chính là cái tuyến vú, khoang tuyến vú đó. Khoang tuyến vú đó thì sẽ là cấu trúc dạng hình chùm nho, và chúng ta sẽ nhìn thấy là chùm nho thì tất cùng các quả nho là các tiểu thùy, và mỗi tuyến vú thì khoảng tầm từ 15 đến 20 phân phân thùy khác nhau. Mỗi phân thùy có một nhóm chùm nho khác nhau giống như các cánh nho, và các cành nho sẽ nối nhau, sẽ đổ tập trung vào phía cái đầu núm vú hoặc là phúc hợp quầng núm vú. Ngoài ra thì tuyến vú thì về cơ bản là trên là cũng như kiểu mô liên kết, là rất là lỏng lẻo thôi, mà được lưu giữ và được giữ ở trên cái thành ngực bởi một cái dây chằng, là dây chằng Cooper sẽ nối từ cái thành ngực cơ ngực lớn đi luồn qua các như mô tuyến vú và tới cái nối với hệ thống da, dưới da và phức hợp của núm vú. Chính vì cái nhu mô vú nó lỏng lẻo như vậy nên là qua quá trình 5 tháng thì cái mô liên kết nó kém đi, nên là cái càng về già thì mô vú nó còn bị sẹo ra, là vì vậy, đặc biệt là khi quá trình sinh nở nhiều. Chúng ta biết cái nhu mô tuyến vú như vậy thì ngoài ra có những cái ống phân thủy tiểu thủy như này thì còn có những cái nhu mô khác trong tuyến vú như nhu mô mạch máu này, rồi thì mỡ này. Chính vì vậy mà ngoài những cái u trên tuyến vú thì ngoài chuyện u của tại u tuyến ra, tại cái nang tuyến, tại cái ống tuyến, tại cái phù hợp mà của núm vú ra, thì còn có thể u tại các vị trí phát sinh từ các mô liên kết như là u mỡ này, mạch máu này, rồi tổ chức sơ nhá. Nên mà tùy thuộc vào các vị trí bệnh lý ở đâu mà sẽ có hướng xử lý khác nhau. Mà tiếp cận chẩn đoán á, thì một cái thăm khám tiếp cận đến chẩn đoán khối u tuyến vú thì thông thường sẽ qua có mấy bước. Thứ nhất là phải khám lâm sàng tuyến vú, thứ hai là một cái xét nghiệm khá là phổ biến là hầu như các bệnh viện huyện đều có cả, là xương tuyến vú. Xương tuyến vú thì nó tùy vào cái chất lượng của máy siêu âm và chất lượng của đầu dò siêu âm và đánh giá phân và tùy vào cái kích thước và nhận định các tổn thương hình ảnh trên siêu âm như sao.
Ngoài ra một cái phim nữa cũng khá là đặc hiệu và chuyên khoa, đó là phim X-quang tuyến vú. Nó rất khác với chụp X-quang thông thường hay gọi là mammography. Một cái xét nghiệm nữa là tế bào học. Tuyến vú thì có đặc điểm là tại vì nó cũng hay tiết dịch trong quá trình cho con bú, là tiết sữa tại đầu đông vú. Tuy nhiên một số bệnh lý của tuyến vú cũng hay ra tiết dịch ở đầu đầu kia quầng đông vú, nên không xét nghiệm là tế bào là dịch áp lam đông vú. Ngoài câu chuyện là chọc hút tại vị trí u, và xét nghiệm nữa cực kỳ đặc hiệu là xét nghiệm sinh chất u tuyến vú để đòi hỏi để lấy được mô bệnh học để làm xét nghiệm chẩn đoán xác định bệnh của tuyến vú. Thi thoảng thì các bạn sẽ thấy là một số bác sĩ chuyên khoa yếu sẽ cho bệnh nhân đi chụp em cầu từ tuyến vú hay là em MRI tuyến vú. Thì cầu từ tuyến vú này là xét nghiệm khá chuyên sâu và thường áp dụng cho một vài chỉ định nhất định thôi. Nhưng số trong trường hợp bệnh nhân có đặt túi, trong trường hợp bệnh nhân công số gặp u chẩn đoán nó khó và cần phải làm phẫu thuật bảo tồn hay là cần làm tầm soát sâu hơn thì cần dùng phim cầu từ tuyến vú. Về mặt thăm khám tuyến vú thì đòi hỏi là thăm khám lâm sàng bởi bác sĩ là một trong những phương pháp mà sàng lọc tuyến vú rất hiệu quả. Hiện nay thì có một số bệnh nhân thì sẽ có thể bác sĩ sẽ được tư vấn là tự khám vú tại nhà, nhưng tuy nhiên khám vú thì tùy người, có người thì khờ sờ được, có người là tôi sờ tôi chả thấy đâu cả, nên là tự khám tuyến vú cũng là một cái phương pháp được đưa ra để tự sàng lọc ung thư vú. Nhưng tuy nhiên thì hiệu quả nó sự không nó rất thay đổi tùy vào chủ quan của từng người bệnh. Thế thì cái thời điểm mà vàng mà để có thể khám được người tuyến vú tốt đó, là bệnh nhân là sau sạch kinh tầm 5 đến 7 ngày. Khi đó thì nhu mô tuyến vú sẽ mềm mại hơn, và khi đó như vậy thì thăm khám cũng như là các can thiệp tuyến vú sẽ nhẹ nhàng, sẽ đỡ đau, đỡ khó chịu hơn. Và bao giờ khám tuần tự từng bên một, bên bên trái, bên tay phải khám cho bên trái khám cho bên phải. Có bác sĩ thì có thể khám cả hàm, một tay mà khám cho hai bên được. Và đòi hỏi về khám là không được bỏ sót vị trí nào. Có thể khám theo hình nan hoa, hoặc là khám theo hình xoay ốc, khám hình sừng dọc, ngang, theo hình tích giác tùy. Nhưng đòi hỏi nó không được để sót tuyến vú. Và cái vị trí mà hay bị sót tuyến vú nhất đó, thì là thường là cái vị trí cái nhu mô vú ở vị trí đuôi nách, vị trí này này. Tôi sẽ mở lại phần 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 giải phẫu cho các bạn biết. Thì nó chú thường chia ra làm 4 phần, và tư trên trong, tư dưới trong, dưới ngoài, trên ngoài, không chỉ có đi dưới ngoài, có phần nhu mô vú nó gần phía vú nách, phần này rất hay nhiều hay bỏ sót, và số người có nhiều một cái bước phụ và một số cách nách ở vùng đó. khám tuyến vú thì đòi hỏi chúng ta phải nhìn xem là có nhìn thấy các vị trí tuyến vú nó thêm màu sắc da có thay đổi hay không, rồi thì sờ xem là thế khối này có mật độ ra sao, chắc hay là không chắc, nó mềm nó căng hay là cái nhu vú đó nó có di động hay không, và trên màu sắc da trên vú thì có thay đổi màu sắc da không, tất cả những dấu đó là cần loại trừ xem có ung thư vú hay không. Còn nếu như vú lành tính thì thường nó không có dấu hiệu đó, nó ít hơn, mà thường là vú lành tính thì thường là mềm tròn và không thể hiện rõ trên màu sắc da. Một cái tiếp cận thăm khám trên để tiếp cận chẩn đoán nữa, đó là siêu âm tuyến vú. Siêu âm tuyến vú thì khá đơn giản, là rất là phổ biến, thì thường áp dụng tốt nhất cho con phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, vì tại với phụ nữ từ 40 tuổi trở lên từ trở xuống thì cái mật độ tuyến vú thường khá là đặc, nên là phân định giữa u đặc u nang thì thường sẽ dễ dàng hơn. Và như u đặc thì siêu âm có giá trị rất là cao, cao hơn so với chuyện chụp X-quang tuyến vú. Và trong trong khám siêu âm tuyến vú thì sẽ phân biệt được các tổ chức tràng khối, để mô tả được xem tổ chức khối đó là bờ ra sao, ranh giới ra sao, kích thước ra bao nhiêu, mà nếu có gì đi chấm vôi hóa hay không, bờ nó rõ hay không, mấp mô hay không. Đấy. Và bắt buộc phải đánh giá dựa cái hệ thống chấm điểm PIRAS để đánh giá xem các u này là hướng tới là lành hay ác tính, hay là hướng tới là một tổn thương gì đó nó có thuộc tuyến vú hay không. Phim X-quang tuyến vú là phim X-quang khá đặc hiệu, rất là đặc hiệu trong cái sàng lọc tuyến vú, được coi là sàng lọc tuyến vú quy chuẩn đối với phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, và nó thường sẽ có hai tư thế cơ bản. Còn rất nhiều nước trên thế giới sẽ có tới bốn tư thế cơ. Nhưng ở Việt Nam mình dùng áp dụng chủ yếu là hai tư thế cơ bản, tư thế CC, tư thế ép ngang.
mà thuê ép như trên hình là ép 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 chéo, ép chất trách và em thứ hỏi được thêm blow. Thì khi mà ép tuyến vú này, tuyến vú người phụ nữ chưa 40 tuổi trở lên á, thì mật độ tuyến vú thường sẽ mỏng đi, nó sẽ nhìn X quang sẽ rõ hơn và nó không còn nỗ đặc nhiều nữa, nên phân định được các tổn thương động độ như mô tuyến, động độ của khối u cũng như là tổn thương chống vi hóa sẽ nhìn rõ hơn. Và hình ảnh thường hay gặp nhất đối với các dạng u tuyến vú là tương xứng tuyến vú hai bên, bao giờ so sánh hai bên cái bao giờ ngoài so sánh hai bên cái phim chụp X-quang tuyến vú xem có hình có đám mờ hay không, và hình vôi hóa vi hóa trên X-quang có hình dạng như thế nào, cũng nghi ngờ ung thư hay không. Đây là hệ thống phân loại theo VIRAS và một trong những tiêu chuẩn bắt buộc trong thăm khám tuyến vú bằng siêu âm cũng như phim chụp mammography là phải có chấm được thang đèn VIRAS. Vì dựa vào thang đèn VIRAS thì bác sĩ lâm sàng bác sĩ siêu âm sẽ ngầm hiểu với nhau là cái khả năng ung thư khoảng bao nhiêu phần trăm đấy. Ví dụ như là VIRAS 5 thì rất là nghi ngờ ác tính, tới 70 đến 80% giờ VIRAS 5 làm ung thư. VIRAS 4C là khoảng tầm 60%. Vậy VIRAS 3 rất thấp, khoảng tầm 2 đến 20% thôi. VIRAS 2 thì chắc lành tính rồi, không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Tế bào học thì tế bào học ở đây thì thường tốt thì ta sẽ dùng tế bào học bằng chủ bằng kim kim nhỏ, dùng người thường hay dùng là kim 23 và sẽ dùng hướng dẫn của siêu âm là tốt nhất. Ngoài ra một số trường hợp tuyến vú nó có thể dị ứng vú thì dựa vào các màu sắc của dị ứng vú khác nhau cũng có thể phân định được một số các tổn thương trong cái lòng ống tuyến khác nhau. Ví dụ như là dịch sữa thì thường là liên quan đến nang sữa, dịch vàng thì có thể là viêm, như dịch đỏ chẳng hạn này khả năng nhiều nó u nhú nội ống, thậm chí là ung thư vú. Còn những dịch nâu thì thường liên quan đến viêm giãn tuyến vú, và dịch xanh cũng có thể liên quan đến biến đổi xơ nang tuyến vú, fibrocystic disease. Còn thông thường là tuyến vú mà không chưa con bú thì thường là sạch sẽ, không có bất cứ một cái tổn thương sần da trên đống vú hay là cũng không có cái chảy dịch đống vú thường cả. Nên là một hình đinh họa thì vậy chuyện chảy dịch là màu vàng nâu. Thông thường những trường hợp như này thường là có thể là viêm viêm tuyến vú, viêm viêm giãn tuyến vú hoặc là thường là biến đổi xơ nang tuyến vú. Chi tiết vú thì hiện nay thì với sự phát triển của siêu âm thì đa phần và hầu hết bây giờ thì các cơ sở cũng đều làm chi tiết vú dưới siêu âm, và cái các loại chi tiết vú thì đa phần là cách thủ thuật thường là giống nhau, khác nhau mà có nơi thì dùng cái loại súng là tự động, là cái súng thanh chanh giữa này, ở bên Đào Uy đang dùng là súng thanh chanh giữa này, bắn được nhiều lần, súng thân súng là nhiều lần, còn kim thì thay mỗi nhân một kim, và tự động tự động sẽ giật cò về lấy mỹ phẩm về. Còn các loại kim khác như kim hoàng ở trên này là kim bán tự động là vẫn phải sự hỗ trợ của tay bác sĩ nữa để lấy được mỹ phẩm. Và dựa dưới hướng dẫn siêu âm thì hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ chính xác vị trí của u. Ví dụ trên hình này siêu âm hình cái u bờ khá là mấp mô méo mó và thể tập VIRAS 5 và bấm được vị trí này và sẽ lấy được làm sao kia mà đảm bảo đi qua xương u thì đảm bảo chính xác nhất. Về về phân loại đây là các phương tiện cận lâm sàng phổ biến nhất để giúp được chẩn đoán cũng như sơ bộ phân định của các khối u vú. Vậy thì phân loại khối u vú thì rất là đa dạng, rất là dạng khác nhau, có thể là u lành, có thể là ung thư vú ung lành, có thể là u nang, u đặc thì nang vú là có thể u sơ tuyến vú, thì nang vú và u sơ tuyến vú cũng như ung thư biểu mô là những cái thể u mà hay gặp nhất trong các loại khối u vú. Một số loại nữa là cái nang sữa, u tuyến sữa hoặc u máu ít gặp hơn. Còn u đặc thì thi thoảng có một số trường hợp mà u đặc thì u xơ tuyến vú dễ nhầm với u phyllo lành tính. Phyllo là một dạng u diệu thể, đôi khi hình ảnh rất là giống với u xơ tuyến vú, nhưng tuy nhiên thì tiến triển nó rầm rộ hơn và sẽ tiến triển nhanh hơn. Và khi phân liệt thành ác tính thì đôi khi có thể là di căn, đôi khi nó có thể là di căn xa, di căn phổi. Và phyllo ác tính thì ranh giới đôi khi ban đầu cũng khá là rõ, nhưng về sau thì chỉ có cơn lấy u ra là xét nghiệm mới biết là u phyllo ác tính thôi. Một trường hợp khác là cái ung thư vú, ung thư cũng rất hiếm gặp, đó là cái sarcom, tức là như mình đã nói trên đó. Thì cái vùng tuyến vú thì không phải chỉ có mỗi biểu mô, có cả những cái tổ chức mô liên kết khác và các mô liên kết xung quanh nó đều có thể ung thư được, như là mạch máu là sarcom mạch này, mỡ là sarcom mỡ này, da có thể là
ung thư hạc tố ở da này, rất nhiều thứ. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái bệnh lý hay gặp này, là bạn hay gặp nhất, phổ biến nhất là các bạn có thể gặp được trên lâm sàng. Lần thứ nhất là cái nang vú. Nang vú thì hay gặp phổ biến nhất là từ tuổi từ 35 50, và đối với phụ nữ mà thường liên quan đến phụ nữ đã được con một sữa mẹ, và thường là nang sữa. Có một số thường là một cái nang viêm, hoặc là cái dạng biến đổi nang lành tính do cơ địa của nang tuyến vú. Thì khám đối với cái nang vú thì thường là mật độ, những cái nang to thì thường sở rõ, những cái nang nhỏ thì thường gần như không sở thấy đâu, vì thường nằm lẫn trong nhu mô tuyến vú, đặc biệt những phụ nữ mà thấy nhu mô tuyến vú thường là đặc và dày thì cái nang nhỏ gần như là rất khó sở thấy được. Còn những nang to sở rõ từ 2 cm trở lên thường sở rõ, và sờ cảm giác nó khác. Đây các bạn khám nhiều hơn biết được, sờ nó sẽ căng, nó mềm mềm một chút, nó căng, nó không cứng không chắc. Và khi siêu âm lên thấy hình là chống âm, hoàn toàn âm là đen hết, không có tí nào âm, mật độ âm trong cái nang này cả. Và dựa đặc hiệu nữa là tăng âm thành sau. Đấy, tăng âm thành sau, tăng âm thành sau thì rõ rõ bị hình ảnh rất điển hình của cái nang tuyến vú. Và đây là hình ảnh hút cái nang vú, thì thường là cái hút nang thì thường hay có dịch xanh hoặc dịch vàng, đôi khi nó có dịch sữa. Hướng xử trí của cái nang vú này thông thường á, những cái nang nhỏ thì thường sẽ không xử lý gì, và những cái nang to mà gây triệu chứng cái khó chịu cái đau thì thường sẽ được hút nang và được diệt cái nang vú. Vì cái nguyên nhân bệnh sinh cũng như cơ chế bệnh sinh của nang vú thì thường do thành nang nó tạo lên, chính vì vậy mà chính là cái câu hủy thành nang đi ấy, thì cái nhu mô vú nó mới không tạo tiết dịch nữa, không thành u nang vú nữa. Trong những tình huống nó trong những tình huống rất đặc biệt, khi mà hút nang diệt nang không hiệu quả thì phải bóc toàn bộ cái nang đi thì mới hết bị tái phát lại. Nhưng tình huống bóc nang thì cũng không không gặp nhiều, ít khi phải làm. Là một cái bệnh lý thứ hai rất phổ biến nữa, đây là cái u xơ tuyến vú. Tuyến vú thì hầu như ở đâu cũng có cả. Hầu như là có đến các bạn độ tuổi từ 20 40 thì cũng 10 bạn thì 5 6 bạn đều bị, và thường liên quan đến rối loạn nội tiết. Bây giờ thì gặp khá là nhiều, ngày xưa thì cũng cũng có thể có, nhưng mà nó không gặp nhiều như bây giờ. Cũng có thể có nhưng mà khi cũng không đi khám không biết, bây giờ được gặp nhiều hơn. Bây giờ mọi người đi khám sớm hơn thì có thể là một khối hoặc nhiều khối, và thường phụ thuộc vào nội tiết tố buồng trứng rất là nhiều. Đặc điểm của khối này là nếu như sờ được thì là khối chắc nhưng trên dưới nó khá là rõ, di động tốt, tròn nhặn, đôi khi có thùy múi. Bờ giảm âm, khi mà siêu âm lên thì nó đậm độ âm, là đậm độ giảm âm. Nên các bạn nhìn thấy đây hình siêu âm này, thì thế là ngoài cái nhu vú bình thường ra xung quanh ạ, thì âm nó vẫn nhân âm vẫn có, cứ mà độ âm bên trong, bên sau đằng sau cũng có cái sự bóng cản và bóng tăng âm phía sau, nhưng tuy nhiên thì không phải chống âm hoàn toàn, vẫn là ủ đặc. Và trên X-quang tuyến vú thì sẽ nhìn thấy là một khối mờ tròn rất là rõ luôn, đậm độ âm luôn, không có bất cứ dấu hiệu gì có ghép xung quanh cả. Và những hướng xử trí đối với trường hợp mà u xơ tuyến vú thì thông thường là những u nhỏ và không có triệu chứng gì và không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt thì thường có thể theo dõi được. Khi mà cái u vú theo dõi thời gian từ 3 đến 6 tháng kiểm tra lại, u nó to lên mà cần phải can thiệp xử lý thì đó có thể là bằng phẫu thuật. Một số phụ nữ thì người ta không lựa chọn phẫu thuật, người ta lựa chọn bằng hút u chân không, thì tùy lựa chọn của bệnh nhân. Nhưng tuy nhiên đó, hút u chân không hay là lấy u vú thì vẫn là phần là vẫn vẫn chỉ là lấy u thôi, và đảm bảo sẽ cắt xung quanh, nếu là ung thư thì không đảm bảo được. Cái thứ hai nữa là hút u chân không thì nguyên tắc nó giống như là đây hình ảnh một số hình các bạn sẽ xem. Hút chân không nguyên tắc cơ bản là sẽ lồng một kim nhỏ và dựa vào dẫn siêu âm hút nghiền cái u ra, nghiền u ra, hút hút cái u ra ngoài. Thì đôi khi là cái chẩn đoán về mặt vô bệnh học đối với các bác sĩ thường sẽ khó phân định hơn. Còn nếu u lấy u vú thì bác sĩ phẫu thuật thì thường sẽ đi theo đường thẩm mỹ để đi đường cùng đống vú, nên sẹo mổ như trên bệnh nhân trên hình ảnh slide cũng nhìn thấy, và như là sẹo mổ không nhìn rõ trên cái cùng vú, thẩm mỹ đã vẫn đảm bảo được, trong khi mà u thì vẫn tròn rõ và rất tạo thuận lợi hơn cho các bác sĩ giải bệnh, đọc bệnh phẩm nó sẽ chính xác hơn, cũng như là đánh giá sẽ cắt là sẽ tốt hơn. Một cái thể khối u nữa cũng đôi khi cũng sẽ gặp, đó là dạng biến đổi xơ nang tuyến vú. Biến đổi xơ nang tuyến vú thì đôi khi nó không tạo khối đâu,
khi các bạn siêu âm nhìn thấy tổn thương nó có dạng giải hoặc là dạng viêm giãn tuyến vú, đôi khi là khi chụp X-quang đây thấy cái chấm vôi hóa, và đôi khi khi mà cái chấm vôi hóa này mà không nhìn rõ trên trên siêu âm nhưng không sờ được rõ mà nhìn trên X-quang có được thôi, thì bác sĩ có thể phải dùng các biện pháp đặc hiệu khác để lấy được tổn thương ra làm xét nghiệm. Về các tổn thương biến đổi sơ nang tuyến vú này thì đôi khi nó cũng có thể nhầm lẫn với chuyện ung thư vú, nên bác sĩ lâm sàng thường sẽ nghi ngờ đặt ra BRAF là BRAF 4. Thi thoảng bệnh nhân thường có thể có đau căng tức vú nhưng thường là không có triệu chứng gì nhiều, và hướng xử trí của các biến đổi sơ nang tuyến vú này là thường là sẽ là phẫu thuật. Và phẫu thuật thì thường sẽ dùng một cái kim kim định vị kim dây dưới siêu âm hoặc dưới X-quang, sẽ giống như móc câu á, như trên phim các bạn nhìn thấy này, đâm xuyên qua như mô tuyến mô da và tuyến vú và móc câu găm cái tổn thương đó lại đấy. Và trên phòng mổ và bác sĩ sẽ đi theo cô đường cuồng đông vú và sẽ lần theo cái kim này và lấy rộng ra tổn thương, thì sang bộ bệnh nhân cũng vẫn thể đảm bảo được, và bệnh phẩm vẫn thể đảm bảo được cho bệnh nhân là lấy được hết toàn bộ cái bên vùng vôi vi hóa nghi ngờ, và đi chọn cả kim trong này luôn, phải đảm bảo bệnh phẩm như vậy. Và cái u không thể bỏ qua được đó là ung thư vú. Và cái câu chuyện ung thư vú thì là câu chuyện mà hầu như là bác sĩ nào khi thăm khám bắt buộc phải nghĩ đến để xem nguyên nhân ung thư vú thực sự hay không để loại trừ nó. Và ung thư vú bắt buộc phải điều trị sớm ngay, vì ung thư vú là bệnh lý điều trị rất tốt nếu được khám và chẩn đoán ngay từ giai đoạn sớm. Và cái yếu tố nguy cơ hay gặp nhất ung thư vú là đặc biệt là phụ nữ từ 40 tuổi trở lên. Hiện nay ung thư vú thì lại khá là trẻ hóa, và bản thân mình cũng đã gặp cũng tương đối nhiều trường hợp các bạn ung thư vú độ tuổi từ dưới 40, thường hay gặp phổ biến ở tuổi từ 35 trở lên mà hay gặp. Yếu tố nguy cơ rất là cao ung thư vú đó là sinh con muộn và không sinh con, mãn kinh muộn, sử dụng thuốc nội tiết và các béo phì. Như vậy chúng ta sẽ thấy là yếu tố nguy cơ hay phổ biến nhất của ung thư vú là liên quan đến nội tiết buồng trứng. Nếu như nội tiết buồng trứng mà càng phơi nhiễm càng lâu, tiếp xúc càng lâu càng dài thì nguy cơ ung thư vú càng cao. Chẩn đoán thì dựa vào ba chẩn đoán ngày xưa, chẩn đoán dựa vào khám lâm sàng, X-quang tuyến vú hay gọi mammography và tế bào học. Nhưng tuy nhiên dù có tế bào hay không cả ba bộ ba đều dương tính thì vẫn không thể chẩn đoán chính xác 100% là ung thư vú, mà vẫn phải dựa vào mô bệnh học. Ngoài ra thì có các bằng chứng mô bệnh học thì giúp bác sĩ chuyên khoa ung thư sẽ làm xem xét nghiệm hóa mô miễn dịch để giúp chẩn đoán cũng như là tiên lượng điều trị bệnh cho bệnh nhân và đưa ra các phác đồ sau này điều trị và chất cho bệnh nhân sẽ tốt nhất. Và khám của một khối u tuyến vú thì thường sẽ là một khối u chắc có di động, ranh giới thì không rõ, và trên da thường một số có biến đổi màu sắc da, không thể có loét. Thì đây là một hình ảnh cái ung thư vú khá là phổ biến. Trong bây giờ thì ít gặp những cái thể bệnh này rồi, cái này thì ngày xưa, còn bây giờ thì u nhân thường là có thể sờ được cũng không sờ được, nhưng mà thấy nó không nặng như này nữa, không muộn như này nữa. Như các bạn thấy đây là u nó sờ lẫn da này, gần như là sắp sửa vỡ loét ra nơi này, cái u vú ở hình dưới u đã vỡ loét ra ngoài da rồi. Thì bệnh nhân này thì thường ngày xưa nó có u vú thì thường bệnh nhân vùng sâu vùng xa, thậm chí là ở dưới miền xuôi hay bệnh nhân thường hay là đắp thuốc nam thuốc lá đắp lên tuyến vú, nên là chính cái động tác đắp á, nó vô hình làm cho cái u vú nó dễ bị viêm nhiều hơn và dễ dẫn tới là u vú tiến triển một cách nặng nề hơn, và khi u vú nặng nề hơn đó, thì nó sẽ làm cho cái câu chuyện là giai đoạn bệnh nó sẽ khác, mà giai đoạn bệnh nó lớn hơn thì tôi điều trị sẽ khó khăn hơn và không thể được phẫu thuật ngay từ đầu. Một cái thể này cũng rất hay gặp, nó có thể là Paget trong vú. Và cái ung thư vú hay gọi là bệnh ung thư có thể định nghĩa là cái ung thư vú tại chỗ tại đúng cổ đống vú. Đối với trường hợp Paget như này thường là tuyến vú đầu có gặp cổ đống vú thường nó bị loét ra rồi sần và chảy dịch, đôi khi có chảy máu. Dưới để phân định được cái Paget hay là cái ung thư vú xâm nhập phải khám và xem ở dưới là có hay không. Tiếp theo nữa là cái thể dạng ung thư vú thể viêm, nó khác với cái thể loét này. Ung thư viêm thế là toàn bộ vùng u vú nó đỏ hết lên như tổ cái lửa. Còn một số tình huống khác là sần da cam. Da cam kia giống như các bạn nhìn thấy là cái da trên cái chỗ tại vùng u ấy, nó phồng nó mọng nước lên như kiểu như vỏ quả cam á.
Và thường trẻ này là cũng dạng u vú thường T4 rồi, đã khá là muộn, giờ này bắt buộc phải điều trị ung thư trước. Mà cho ra hình ảnh thì đây là hình ảnh u vú là hay gặp nhất bây giờ này. U vú nó nhỏ nhưng tuy nhiên là bờ nó mô mấp mô này, bờ rất nhiều những cái tua gai nhỏ. Đấy, tua gai nhỏ, bờ cung đa cung nhỏ. U rất giảm âm, khác với cái u sơ tuyến vú kia là cũng có giảm âm nhưng giảm âm nhẹ thôi. Đây ung thư vú là rất giảm âm và bờ rất là đứng. Cái trục bình của u thì nó sẽ đứng vuông góc với mặt da, còn u sơ tuyến vú thì nó sẽ trục rất là vuông góc, mặt mặt song song mặt da. Thi thoảng thì nhìn thấy là trong một số cái u tuyến vú ung thư vú thấy là có những cái chấm vôi hóa xung quanh và những cái và có những hạch nách mất cấu trúc xoang tại vị trí hạch nách, và đôi khi những cái chấm vôi hóa trên siêu âm nhìn thấy được, mà nhưng đa chủ yếu chỉ nhìn thấy được trên phim X-quang tuyến vú thôi. Đây là hình ảnh con tuyến vú thì có hình ảnh là cái đám mờ này, đám mờ là co kéo này, rồi thì đậm độ hơn, âm hơn, đậm độ càng 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 tia hơn hẳn so với các cổ khác, và có những hình đám vi vôi hóa thành đuôi sao, thành đám hình tượng thùy, dạng ống hoặc dạng khu trú hoặc dạng lan tỏa, thường dạng ống hoặc dạng tiểu thùy và dạng vùng khối thì thường là nghĩ ung thư vú nhiều hơn, và dạng lan tỏa thì cũng có thể có, nhưng mà hình dáng của vi vôi hóa mà không có định hình rõ ràng thì nghĩ đến ung thư vú nhiều ổ, còn nếu có hình tròn rõ và không có định hình rõ ràng là dạng tròn là ống tuyến, là dạng dạng nang tuyến thì thường là cái nang sữa thôi. Và tất cả trường này bắt buộc phải làm sinh tiết để làm chẩn đoán mụn ngọc, và sẽ điều trị sẽ tùy thuộc vào các giai đoạn bệnh, phác đồ điều trị khác nhau. Giai đoạn sớm T1 T2 có thể là phẫu thuật được, còn nếu giai đoạn muộn u từ 5 cm trở lên rồi u xâm lấn da thứ thì thường thì không 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 điều trị được. Xin được các bạn một chút nha. Rồi ok mình đi tiếp nhé. Đây là nghiệm pháp sinh thiết u tuyến vú, thì đây là cái hình ảnh D này, mình là sinh thiết này, sinh thiết rồi ở cái dưới dẫn siêu âm mà dùng cái sinh thiết như vừa rồi thì đảm bảo là ra lấy được cái tổn thương, và trên hình ảnh nhu mô tuyến vú thì hình ảnh sinh thiết sẽ thấy các mảnh sinh thiết rõ, các hình ảnh của tổn thương tế bào nó méo mó bất nhân kiềm tính và xâm lấn mô mạch máu như là cũng rất là xung quanh. Và khi sinh thiết vú thì để chẩn đoán được thì sinh thiết vú sinh thiết bằng kim cũng là đủ, nhưng tuy nhiên thì nó sẽ có các nhu mô mô dịch thì đôi khi sẽ không đủ nếu như mạch sẽ không đủ. Một cái bệnh lý nữa mà cũng hay gặp mình cũng chia sẻ với các bạn luôn, đó là tuyến vú phụ. Tuyến vú phụ thì có đa phần phụ nữ bình thường thì có hai tuyến vú hai bên thôi, nhưng một số thì phụ nữ thì có tới một vài vú tại vị trí khác nữa, nên liên quan đến câu chuyện là về mặt là phô thai học, cấu trúc phô thai học và cấu trúc giải phẫu bình thường. Vì loài người cũng giống như là động vật có vú, nên nó thường nó có như đường sữa, các bạn hình dung giống như các con vật khác như con lợn, con chó thì nó cũng hay thì khi mà đến thời kỳ mà đang 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 cho các con non nó bú thì sẽ rất nhiều cái tuyến vú, lợn chó rất nhiều tuyến vú dọc hai bên cái bụng thân mình ấy. Thì người cũng có cũng các cái đường sữa như vậy, nhưng ở người thì tất cả những cái tuyến vú khác dọc theo đường sữa từ nách ra đến tận bẹn thì đa phần sẽ tiêu hết đi, có duy nhất lại cái tuyến sữa tại vị trí trên thành ngực sinh lý của con người ấy, thì sẽ giữ lại và phát triển vượng nhất, còn các vị trí khác thường teo đi. Nhưng đôi khi ấy, có một số bệnh nhân do cấu trúc phẫu thuật nó đặc biệt nên là các vị trí hay gặp nhất là vú nách, nó lại phát triển lên và sinh lý giống y như cái tuyến vú thông thường, và nó sẽ to lên và đôi khi nó sẽ gạt sữa trong thời kỳ mà đang cho con bú. Nên những thường thông thường những trường hợp này thì thường chỉ theo dõi thôi. Ngoài vú nách ra có thể gặp vị trí ở trên thành ngực, núm vú trên thành ngực, núm vú ở dưới cái quầng quầng dưới vú hay gặp nhất. Ngoài ra thì các vị trí khác thì ít gặp hơn. Thông thường đối với cái tuyến vú này thì thường là chỉ theo dõi thôi, nếu trường hợp bệnh nhân có đau có khó chịu và gây mất thẩm mỹ thì mới cần phải can thiệp vào phẫu thuật.
Và cái phẫu thuật của tuyến vú phụ thì cũng không khó khăn quá, vì tuyến vú phụ thì thường nó không, nó lại khá là dính da nên thường phải gây mê, và sẽ đi theo cái đường nằm nách và sẽ lấy được cái chọn cái nhu tuyến vú, lấy được xung quanh và sẽ đảm bảo được cái thẩm mỹ cho bệnh nhân được. Rồi, bài giảng của mình đến đây là hết. Có bạn nào có thắc mắc hay cần mày hỏi Han gì không?